Với những màn catwalk đáng yêu, bước đi uyển chuyển và thần thái tự tin, 25 mẫu nhí cùng siêu mẫu Việt Nam Phượng Zenana đã trình diễn trang phục váy thổ cẩm và trang phục áo dài để chào mừng lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 vào sáng ngày 12 tháng 3 năm 2023 tại đường xét cà phê. Buổi diễn thời trang của các người mẫu nhí do Ama Coffee phối hợp cùng Zenana Model Kids tổ chức nhằm tôn vinh nét đẹp của áo dài và thổ cẩm Tây Nguyên. Buổi biểu diễn nhằm tôn vinh nét văn hóa các dân tộc Tây Nguyên và nét đẹp của áo dài Việt Nam, tạo nét khác biệt cũng như là sự ấn tượng cho du khách khi đến với Đắk Lắk tham gia các hoạt động của lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023.